anh. Vậy đi ra đây tới Phú Yên còn xa lắm. Ê, đuối. Sao vậy? Ô, mình đi tới đâu rồi? Không, mình đi tới Xuân Lộc, Đồng Nai rồi. Đi ra ngoài cũng gần 500 cây số nữa, 500 cây chưa tới Thôi cũng. kệ, gắn đi đi, chưa ghé quán cà phê nghỉ tắt rồi đi nữa. Rồi Rồi. dậy, đi sớm cho nó khỏe coi. Vậy vậy. Phải. Chào anh em. Mình hiện tại giờ đi tới Xuân Lộc Đồng Nai. Bây giờ mình đi dài ra Phú Yên. Nếu anh em phát hiện được video này mà có nhu cầu ở trên cái tuyến quốc lộ 1 từ từ Xuân Lộc Đồng Nai đi ra tới Phú Yên thì anh em có nhu cầu chỉnh âm thanh dân số, dân ít, tất cả những dòng tương tự thì alo cho mình sớm để mình ghé anh em cho phù hợp. Mình có thêm thu nhập nhưng mà mình cũng giảm giá cho anh em để cho anh em sẵn dịp gì đó. Rồi, hẹn gặp lại anh em nha. Rồi.